Trong tập 2 của chương trình, Lan Phương đã xuất sắc vượt qua thử thách tại điểm số 6 do đồng chí Trần Việt Hải đảm nhiệm và có cho mình thêm thông tin. Nhân vật kỳ tài đã từng tham gia Army Game. Diễn viên Diễm Hương cũng đã chiến thắng tại thử thách thông tin liên lạc tại điểm số 2 và có được thông tin về cân nặng của kỳ tài là trên 70 kg. Mỗi người còn lại một điểm và còn một cơ hội để khám phá ai là kỳ tài của chương trình. Yếu là 600m nhé, với lại 350m là bao nhiêu? Một cây đấy. Bà Lan Phương nhá, bà chọn ba con số thật là tuyệt vời ấy. Đấy, sao mà bảo đổi không đổi đúng chị? Đang không đổi cơ. Ôi trời ơi, anh mẹ ơi, nào cẩn thận nước chú ơi. Cha mẹ ơi, chị nhìn kỹ số đi. Đây là điểm số số 2 à? Ôi ôi, à điểm số 4 là của mình đúng không? Cố lên, không phải là mất. Mẹ ơi, chị đề nghị chương trình là phải có Grab thôi, diễn viên Grab xe tăng cũng được. Mẹ ơi, Phương Thủy đến đây cũng sắp vượt luôn. Chị Hương ơi, con ra về hướng xe tăng. Ôi có nước kìa, có nước. Có nước, có cả đồ ăn. Chào đồng chí, tôi là Phạm Quốc Kiểm, tôi đang công tác tại Lữ đoàn xe tăng 21. Rất vui được làm quen với đồng chí. Vâng ạ. Giới thiệu với bạn, đây là bếp ăn ủ đa năng của chúng tôi. Cái bếp này do một đồng chí trong đơn vị chúng tôi chế tạo ra để phục vụ cho lính xe tăng bảo đảm ăn ở ra ngoại dài ngày. Vâng. Bếp này thì có một đặc điểm, đó là thời gian nấu ngắn, chỉ từ 3 năm đến 40 phút. Và có thể chế biến rất nhiều món. Lúc, rất nhiều món một lúc. Bữa ngày hôm nay của chúng tôi có tôm, thịt, trứng, rau củ quả và một món không thể thiếu, đó là cơm tẻ. Gạo. Vâng ạ. Và trước khi bắt đầu chính thức thử thách ngày hôm nay của chị Diễm Hương ở điểm số 4 thì chị Hương sẽ có thời gian là 60 giây để có thể tìm hiểu những thông tin từ đồng chí Phạm Quang Kiểm. Và chị Hương hãy nhớ là lại hỏi thật nhanh nha và hãy sâu chuỗi các thông tin. 60 giây của chúng ta bắt đầu. Anh có biết vẽ không ạ? Mình biết vẽ. Anh có bao giờ mà sử dụng ví dụ như vào trong để ngồi điều khiển nòng súng không ạ? Cũng khá thường xuyên bạn ạ. Vâng, công việc chính của anh ở trong doanh trại là gì ạ? Mình bảo đảm hậu cần cho đơn vị. À, anh là bên hậu cần đúng không ạ? Nhưng mà những cái lúc mà anh phải vào anh điều khiển cái nòng súng này là khi anh làm nhiệm vụ khác đúng không ạ? Hay là khi nào mình thực hiện nhiệm vụ khác? À vâng ạ. Một việc tài riêng của mình. À, anh cao 1m70 đúng không ạ? Trên 70 đúng không ạ? Chắc mình trên 70. Cũng nặng đấy, chắc phải hơn 70 cân đấy anh nhỉ? Cũng gần đúng rồi. Thế ạ? Ở trong này thì anh có hay vẽ không anh? Mình cũng thi thoảng thôi, về chủ yếu là vẽ cho gia đình. À thế ạ? Đây, đấy vẽ có phải là điểm yêu thích của anh không? 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Thời gian đã kết thúc và tôi thì nghĩ rằng là chị Hương đã tận dụng rất là chuẩn xác cái thời gian này rồi. Và bây giờ thì thử thách của chị Hương là gì? Đồng chí Phạm Quang Kiểm hãy giao nhiệm vụ cho chị Hương ngay lập tức đi ạ. Thử thách của chúng tôi đưa ra cho bạn ngày hôm nay đó là bạn phải chế biến, sơ chế các loại thực phẩm của chúng tôi theo đúng tiêu chuẩn của nhà quân đội. Và hấp. Và cụ thể như sau. Về tôm, bạn bỏ đầu và bóc vỏ. Thịt thái lát mỏng. Đúng thớ. Bề dày của mỗi miếng là 0,1cm. Trứng bạn phải rửa sạch. Rau củ quả gọt bỏ vỏ, sắt khúc và thái chì. Bao nhiêu phút hả anh? Cà chua bạn thái lát mỏng. Thời gian bạn làm tổng thể là 10 phút. Bạn rõ nhiệm vụ chưa? Rõ. Thuộc lời không? Chưa, từ từ. Có hai yêu cầu. Một, xin mời kênh quay phim Di Dời của bên này. Cho em xin phép, tại vì cái góc mặt của mình ở bên này. Em xin lại hơn đây. Bây giờ đồng chí thấy thế nào? À, bạn thấy thế nào? Được, khi có bốn người anh em của tôi bên cạnh, tôi không sợ gì cả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Đã nhiệt hơn chưa? Bây giờ thì Lan Phương xin kính mời bà con cô bác sẽ cùng nghe bài hát 5 anh em trên một chiếc xe tăng ạ. Dạ vâng, thế bây giờ xin mời đồng chí MC bắt nhịp 1, 2, 3 để giúp chúng tôi hoàn thành thử thách. Nào, các đồng chí bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Bảo chị, cho đảm bảo.
chưa? Vào chưa? Lại chưa? Bây giờ bạn cảm thấy đất mình đã sẵn sàng hẳn chưa? Rồi. Chưa bắt đầu à? Nãy giờ nhạc qua mất rồi Phương. Phương chưa kịp bấy. Làm lại. Phương tưởng nhạc dạo. Đây là dạo anh sao chứ? Phương tưởng nhạc dạo. Bắt đầu anh. Rồi. Bây giờ là xin mời đồng chí MC. Lại bắt nhịp lại à? Bắt 2-3 đúng không? 2-3 là chúng ta bắt đầu đồng thanh cất lên tiếng hát và tiếng sáo của mình. Ok, ok. Ngồi gần nhau này. 1 2 3 lên tâm, lên tâm, lên tâm, lên tâm sợi. Năm anh em tao năm cái tên, ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa. Trên tham pháo một ngôi sao màu lửa, nắm quả tim chung một đập rộn ràng. Mỗi con đường đất đỏ chữ son, một màu giờ xanh bạt ngàn hy vọng, một ý chí bay qua đầu ngọn sông, một niềm tin tươi thắm trong trận này. Đúng là cái câu à há thì thuộc nhất, thì hát to nhất. Nhưng mà bây giờ thì đồng chí Điệp hãy nhận xét phần thử thách vừa rồi. Mà bây giờ là tôi... Điệp ơi, đừng tôi vì... xin phép tôi... Khoan khoan, đừng vì hồi nãy Phương bảo là Điệp nói dối. Phương không tin Điệp, mà Điệp... đánh rớt cái này. Lan và Điệp đấy. Lan. Đồng chí MC biết gì không ạ? Dạ. Điệp thì thường cuối đời mới gặp Lan. Thế bây giờ thì mình vẫn còn lâu mới đến cuối đời đúng không? Thì qua phần trình diễn vừa rồi của bạn Lan Phương, tôi thấy rằng là đây là một cô gái rất xinh xắn, rất duyên dáng, nhưng chưa liên quan đến hát. Hát cũng rất là hay, cũng rất là hay. Nhưng này rồi này nó cũng nhưng tiếp này vẫn nhưng mà có một cái sai tai hại luôn. Bạn Lan Phương biết mình sai chỗ nào không? Phương sai toàn tập. Phương sai tất cả. Thôi hãy vì cái sự tự biết lỗi của mình mà hãy bỏ qua cho Phương. Bạn Lan Phương sai ở chỗ 10 phút. Ở nhà bình thường mà một bữa cơm như này em phải làm 30 phút. Đó, chắc chắn chị Hương là một gọi là chị đầu bếp cực kỳ đảm đang đúng không ạ? Chị cũng không đảm đang lắm đâu, vì thật ra là vì công việc của Hương khá là bận. Thế cho nên là hầu như là bác giúp việc sẽ là người nấu cơm chính. Và thỉnh thoảng thì Hương rất là thích bày ra những cái món nó lạ lạ vì bác không nấu bao giờ. Đấy, chẳng hạn như là tôm tẩm bột chiên hoặc là thịt bò bít tết. Đấy là những cái món mà Hương hay làm cho nó khác khác một tí. Hương là một người rất là thích làm những cái điều bất ngờ cho chồng của Hương. Bởi vì anh ấy cũng là một người khá là đơn giản trong chuyện ăn uống ấy. Thế là thế nào anh ấy cũng ăn được. Thế đôi khi mình cũng muốn làm một cái gì đấy nó mới lạ đi để cho ông ấy thay đổi cái khẩu vị của mình. Thế thì hiện tại ở trong những giây phút đầu tiên của thử thách này thì chị Hương đang cảm thấy như thế nào với thử thách này, dễ hay khó? Tôi nghĩ là dễ đúng không ạ? Không dễ đâu, bởi vì là cái thời gian nó cũng ngắn ấy, có 10 phút thôi mà mình sẽ phải làm rất là nhiều thứ. Bình thường cái công việc 10 phút này nó phải dành cho khoảng tầm 3 người làm thì Hương nghĩ may ra mới xong được. Biết là với đồng chí Quang Kiểm thì sao ạ? Bình thường những cái công tác sơ chế như thế này đồng chí sẽ làm trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Do cái điều kiện công việc của tôi nấu nướng cho một số lượng người ăn rất lớn trong quân đội. Thời gian chúng tôi hoàn thiện này rất là nhanh thôi. Chúng tôi thường được 7 đến 8 phút là đã xong rồi. Ôi dồi ôi. Rất nhanh, thời gian mới chỉ hết 3 phút thôi. Trời ơi. Bạn đã, ôi dồi ôi, chưa hết 3 phút. Đây, bây giờ chính thức 3 phút này. Cái dao này nó hơi cùn này nha. Em phải chứng tỏ là sức mạnh của các anh bộ đội là cực kỳ khỏe. Bởi vì con dao này nó rất là khó thái. Không được, em sẽ phải lọc cái bì này ra. Đó. Thì nó sẽ dễ thái hơn. Động tác của chị Hương rất là điêu luyện. Vâng. Thì ngày xưa em sống xa bố mẹ từ năm em học lớp 8. Cho nên là tất cả những cái việc này thì
em sẽ là người nấu ăn ở nhà, còn chị gái em thì đi làm kiếm tiền nuôi em. Trong lòng em đã đoán được ra ai là nhân vật chính của ngày hôm nay rồi đấy. Bạn Nam Phương sai ở chỗ, bạn Nam Phương sai ở chỗ là bạn đã đánh bại tất cả anh em chúng tôi. Xin chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành thử thách. Yes! Yes! Cuối cùng đã được ba thử thách. Cái thử thách này giống như là một quyết định mệnh. Lan và Điệp hợp với nhau thì làm sao mà có thể không qua được. Thế bây giờ Điệp có lá thư gì mình cảm thấy tình cảm sao cho Lan đi ạ? Và đây sẽ là cái ý nhỏ nhỏ cũng coi như là một cái món quà từ trong tim của Điệp. Ôi. Dành đến cho Lan Phương ngày hôm nay. Điệp ơi, xin chúc mừng Lan Phương. Lan xin đa tạ tâm tình của Điệp. Chị làm gì đấy ạ? Chị xé à? Không, chị đọc cái gợi ý này nó rất hợp với Lan và Điệp. Đâu, ý gì? Nó liên quan đến một chuyện tình. Đâu, ý gì ạ? Nó rất là thân mật và gần gũi. Gợi ý là số đo vòng 1 là 90cm cộng. 90 cộng tức là có thể 90 hay 92. Có nghĩa là cái số đo vòng 1 có nghĩa là mình phải đến gần, mình phải chị chạm. Thử đi. Chị ngắm đi. Nào. Ui, cũng 90 thật đấy. Đồng chí là 95 mới thật. Nhưng mà cái này thì ai chẳng hơn 90cm. Nếu mà chắc biết à. Em bao nhiêu? Em 88. Em 88 à? Chưa. Bạn bao nhiêu? Không trả lời. Thời gian hết rồi. Đây là luật của chương trình. Không, thật sự mà nó thật là Hương nhìn thấy các chiến sĩ bộ đội, Hương rất là gọi là hâm mộ ấy. Bởi vì cái sức chịu đựng của các chú rất là tuyệt vời. Rất là nể phục đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Hôm nay rất là tự hào bởi vì đã được làm các món sơ chế cho các chú bộ đội. Tối nay mà chú nào ăn được cái miếng su hào này hãy nhớ đến tấm lòng của em nha. Chắc chắn là sẽ rất là hạnh phúc luôn đấy ạ. Tấm lòng gọi là cực kỳ nhiều tình yêu thương của chị Diễm Hương. Đúng rồi ạ. Anh có vợ chưa anh? Mình đã là người lập gia đình rồi. Ôi thế à? Thật là hạnh phúc cho chị vợ của anh ấy. Đấy, nhanh này. Thì anh ấy nhóm một. Lửa, anh ấy nhóm xong rồi đấy. Hai. Ê giờ. Rồi. Đúng không? Không phải là em muốn khóc đâu nhưng mà con ra. Cái củi nó cay quá à. Chúng ta còn một phút, cố lên chị Hương ơi. Ở đây, cái này mình sẽ để ra đây. Đó. Nửa phút. 15 giây cuối cùng. Đợi em tí. Thời gian ơi, hãy đợi em. Không đợi, thời gian không đợi được chị Hương. 10 9 8 Nhanh nhanh vào đấy. 6 5 4 3 2 1 Và vừa vào đến giờ, thực sự rất giỏi đúng không ạ? Kết quả cuối cùng là chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Em ơi, chúc mừng chị Diễm Hương. Và vậy là chúng ta đã có kết quả xuất sắc ở phần thực hiện thử thách này. Gợi ý cuối cùng đó là đã kết hôn. Kết thúc cuộc đua vô cùng cao gò, khám phá 6 điểm đến của chương trình. Hai người chơi đang sở hữu cho mình những thông tin vô cùng giá trị về nhân vật kỳ tài. Tuy nhiên, diễn viên Lan Phương là người về đích sớm hơn. Đó chính là lợi thế của cô khi đến với phần tiếp theo, lựa chọn kỳ tài. Vâng, ở vòng thứ 2 này thì trước khi chúng ta lựa chọn kỳ tài, hãy nhớ rằng hãy dựa vào những mật thư mình đang có để đưa ra câu hỏi. Và ai sẽ là người... À, thôi mình nhường luôn nhỉ? Mình nhường luôn cho bên kia hỏi trước. Thì ngay bây giờ sẽ là những câu hỏi chị Diễm Hương dành đến cho đồng chí ở vị trí số 3, 5 và 6. Nhưng trước tiên, xin mời chị Lan Phương sẽ đeo tai nghe. To quá, chị không nghe được thế. Không ạ, yêu cầu chương trình của chúng tôi là phải to ạ, phải. Chị Phương sẽ không nghe được gì. Không, chị quay về đây, chị quay về đây. Chị Phương quay về đây. Bên kia. Quay về sau. Đây là một khách mời. Nhiều chiêu trò. Xin mời đồng chí Lương Minh Điệp ở vị trí số 3 bước lên phía trước một bước.
Chị Hương hãy đặt câu hỏi cho đồng chí Lương Minh Điệp. Anh đã có gia đình chưa ạ? Báo cáo tôi đã có gia đình. Ôi tôi chết rồi. Anh có biết vé không ạ? Hết rồi chị ơi, một câu duy nhất, một câu một người. Anh đã chết rồi. Lương đã nói rồi, một câu một người. Chúng tiếp theo, một câu một xin mời đồng chí Chiến. Anh lấy vợ chưa? Anh có vợ rồi. Rồi, đồng chí tiếp theo, đồng chí Hải. Anh có vợ chưa? Anh có rồi. Ôi tôi chết rồi. Hết rồi. Như vậy là cả ba câu hỏi mà chị Diễm Hương đưa ra thì đều cùng một nội dung dành cho ba người. Biết đâu lại là một chiến thuật hay thì sao anh Quốc Duy? Rồi, bây giờ thì lấy hợp chị sẽ đeo tay nghe. Đồng chí 1, 2 và 4 sẽ là... Thôi thôi, đủ rồi chị ơi. Chị Phương ơi, thời gian đã không còn để cho chúng ta ngắm nghía quan sát nữa rồi. Chị hãy nhớ nhá, ba mật thư của mình, xem mật thư nào là mật thư có thể hỏi được một câu quan trọng. Xin mời đồng chí đầu tiên, số 1. Bước lên này. Một câu duy nhất thôi nhá. 3, 2, 1. Bạn tham gia Ami Game chưa? Không biết gì, giờ bỏ. Là biết chắc không rồi. Tôi đã từng tham gia luyện tập Ami Game năm 2020. Tham gia cơ mà, có phải luyện tập một câu duy nhất. Xong, chị nghe rõ. Xin mời đồng chí số 2, đồng chí Vũ Bá Trọng. 3, 2, 1, chị Phương. Một câu duy nhất. Bạn tham gia Ami Game chưa? Tôi đã tham gia Ami Game 2 năm nay. Cảm ơn đồng chí Vũ Bá Trọng. Và tiếp theo, xin mời đồng chí Phạm Quang Kiểm ở vị trí số 4. Chị Phương, trả lại lại đi hỏi đúng một câu nữa. Không được bối rối nữa rồi, mình phải quyết đoán lên nào. Câu hỏi của chị đặt ra. Bạn vẽ đẹp không? Mình vẽ tương đối đẹp. Cảm ơn đồng chí Phạm Quang Kiểm và một tràng pháo tay cho cả 6 đồng chí của chúng tôi cùng với những câu hỏi. Rồi, chị Hương thì bỏ ra rồi. Và phải nói rằng là qua cái phần thử thách test nhanh câu hỏi vừa rồi thì dường như là nó vô ích. Chưa có thông tin gì được khai thác thêm với cả hai. Có chứ, có. Có à? Có. Theo phân tích này, cái người mà trong cái chương trình mà để tìm ra người vẽ đẹp, không ai lại tự nói là tôi vẽ rất đẹp. Đấy là một cú lừa. Bây giờ chị hãy lựa chọn ra kỳ tài X là số mấy. Thời gian thì có lẽ là không còn nhiều để cho hai khách mời của chúng tôi ngắm nghía quan sát nữa rồi. Số 7. Không, em thích anh số 6 ấy, hợp lý ấy. Đẹp dai, cao to. Chị Phương thì thích anh số mấy ạ? Đấy, mình nói chưa tất cả cuối cùng nữa. Đấy, thích kinh thế thôi. Rồi bây giờ chị chọn đi nào. 3. Câu trả lời chị sẽ lựa chọn con số nào từ con số từ 1 đến 6. Xin mời. Số 6. Số 6, đồng chí bước lên một bước được không ạ? Trần Việt Hải. Vâng ạ, đồng chí Trần Việt Hải. Ngay sau đây sẽ là lựa chọn của chị Lan Phương. Chị sẽ lựa chọn. Nói chung nhá, chị biết kết quả rồi. Không, kết quả không phải là cái người số 6 hay số 5, mà kết quả là một là hòa, hai là chị thắng. Nói chung ấy là chị chọn người hùng của chị. Số 6. Như vậy là hai người cùng chọn số 6. Và đây là đồng chí Trần Việt Hải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chút gửi gắm của hai khách mời với đồng chí Trần Việt Hải. Anh ơi, em hy vọng anh đừng vẽ đẹp nhá, em thề đấy. Em hy vọng sự lựa chọn của em và chị Lan Phương đều là sai lầm. Thế còn chị Lan Phương thì sao? Hãy cứ vẽ. Vẽ và yêu âm nhạc. Mà tham gia Ami Game giống như là ba cái dữ liệu mà Phương nhận được. Vẽ thật đẹp. Một người thì muốn anh vẽ đẹp, một người thì muốn anh đừng vẽ đẹp. Từ từ, bây giờ lại để hỏi đồng chí của Việt Hải xem là được chiếm trọn niềm tin của hai khách mời rất xinh đẹp trong ngày hôm nay thì anh cảm thấy thế nào? Còn mình giờ là cảm thấy là rất là run. Bối rối rồi ạ, đấy. Nói chung là nó cũng rất là... Hai tay đang run quá rồi. Ôi, đấy. Tôi chết rồi. Anh cứ run vào anh. Lên run thì vẽ nó mới không đẹp được. Hai tay run này liệu có vẽ được không anh? Mình sẽ cố gắng.
mình sẽ cố gắng, chưa biết là vẽ được hay không. Dù gì hôm nay cả mình có không phải là kỳ thể X thì mình vẫn cảm thấy sướng. Các bạn là hai cô gái đều chọn mình rồi. Thì bây giờ anh tự tin sẵn sàng nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với phần công bố kết quả bằng hình thức là vẽ tranh của đồng chí Trần Việt Hải để xem là đồng chí Trần Việt Hải có đúng là kỳ thể X của chúng ta hay không. Xin mời đồng chí. Một tràng vỗ tay đẹp của vui cho đồng chí Trần Việt Hải. Và ngày hôm nay thì đồng chí Trần Việt Hải sẽ thực hiện thử thách là vẽ một nửa trái tim màu đỏ xung quanh chữ kỳ tài quân đội mà tất cả chúng ta đang nhìn ở trước nòng pháo của xe tăng. Và xin mời đồng chí ạ. Và điều quan trọng là phải vẽ bằng nòng pháo của xe tăng chứ không phải bằng tay. 1 tràng vỗ tay thật lớn nữa để cổ vũ đồng chí Trần Việt Hải. Anh nghĩ là anh và em nên đứng ra đây cho nó an toàn. Nếu như không vẽ được, hai quả bóng sẽ nổ. Còn nếu như đồng chí Trần Việt Hải là người vẽ đẹp thì ai ạ? Thì chị Hương chị biết được tương lai mình đi về đâu rồi đấy. Chị che rồi. Đồng chí Hải ơi, có cần Phương lên Phương làm hiệu để khởi động không? Rồi, xin mời đồng chí Trần Việt Hải bắt đầu. Cố lên nào. Các đồng chí hãy cổ vũ cho đồng chí Trần Việt Hải của chúng tôi đi ạ. Nòng pháo bắt đầu di chuyển rồi. Tại sao lại căng thẳng thế này? Ô, nhìn thấy à, đang lên kìa. Ui trời cha mẹ ơi. Xấu rồi, xấu rồi. Những nét vẽ rất chậm rãi, phải nhìn kỹ vào bức tranh nhá. Mang đến cái sự hồi hộp cho tất cả chúng ta. Chết rồi, anh ấy vẽ một đường cong hơi bị cong ấy. Mắt bị lợm mờ luôn, bây giờ càng chăm tập trung. Ở những nét vẽ đầu tiên này thì rất khó để có thể đoán được xem là đồng chí Trần Việt Hải có phải là kỳ tài X hay không. Đang vẽ rồi nè. Tinh thần của mình. Cố lên anh ơi, vẽ số vào anh ơi. Lên rồi, thôi, thôi anh vẽ đẹp rồi. Nhìn là biết rồi. Thì anh vẽ đẹp hay vẽ xấu thì chị điều dính mà. Thì đang che tay rồi. Bây giờ thì khi mà nét vẽ đang hiện lên rõ hơn, có lẽ là Phương Thủy thấy nó khá là trọn vẹn trên chúng. Đúng rồi. Đã đến thế này rồi mà không phải nữa thì thôi đi. Thì đúng là không phải đấy. Một người mà không có khả năng không bao giờ mà điều khiển được tính đường đấy, chắc chắn luôn. Vậy rất khó lắm. Cái bóng nổ bùm cái. Như nó dẹt cho mắt đấy. Ý là cái tài năng của người ta đến cái mức mà nếu như mà không biết làm nhá, là cái nòng nó đi một phát lên trời luôn. Còn đây là đi từng tí, đi thấy không? Công tiếp thì được, công tiếp. Biết rồi, vẫn che đẹp. Thôi à, mình cũng thấy vui vì mình đã đoán được đúng kỳ tài. Đấy. Và nét vẽ đang dần hoàn thiện. Những đường đi nét cuối cùng. Còn ai có thể vẽ được thế này? Ta đã, đồng chí Hải. Và thưa quý vị, như vậy ngày hôm nay, kỳ tài X của chương trình là của chương trình là của chương trình là đồng chí Trần Việt Hải. Và Phương Thủy thấy là chị diễm viên của chúng tôi đang tỏa sáng lung linh. Vâng, Lan Phương nghe lời xin tăng luôn ạ. Chúc mừng, chúc mừng Lan Phương rất nhiều, chúc mừng. Diện mạo mới vô cùng đẹp xuất hiện ở trong thao trường ngày hôm nay. Tỏa sáng luôn đúng không ạ? Và kết quả cuối cùng, diễn viên Lan Phương đã giành chiến thắng. Khi đã lựa chọn đúng kỳ tài của chương trình, đó chính là đồng chí Trần Việt Hải. Một thông tin vô cùng ý nghĩa nữa, đồng chí Trần Việt Hải chính là trưởng xe của kiếp xe số 1 tham gia Army Game năm 2020 và đã cùng kiếp xe của mình hoàn thành xuất sắc các bài bắn, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi này. Đây là một cái game show rất là có ý nghĩa, giúp cho cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn cũng như cán bộ chiến sĩ toàn quân có một cái sân chơi rất là bổ ích. Qua cái sân chơi này giúp cho nhân dân hiểu được cái cuộc sống của những người lính chúng tôi trong quá trình học tập, rèn luyện
để phấn đấu thực hiện bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa. Xin cảm ơn. Vâng, và một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lữ đoàn Xe tăng 201, binh chủng tăng thiết giáp, đồng thời xin được cảm ơn diễn viên Lan Phương và diễn viên Diễm Hương ngày hôm nay đã tới tham dự với chương trình của chúng tôi. Là thưa quý vị, trong năm 2021 sẽ là một năm vô cùng đặc biệt với Lữ đoàn Xe tăng 201, binh chủng tăng thiết giáp, khi đây là năm kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Và xin chúc cho các đồng chí sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, luôn luôn cống hiến bản thân mình cho đất nước và xã hội. Xin cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Cảm ơn. Thì cũng xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc các đồng chí sẽ có một năm mới, năm 2021 mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều thành tích mới.